Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Dawncraft. Chúng ta đang cầm cây kiếm rất là đẹp. Trong tập trước đã làm được cây kiếm nha, nhưng mà áo giáp thì yếu quá, vẫn chưa có thể đi chiến đấu được thoải mái. Rồi còn nhiều thứ quá vậy. Hình như hang Amethyst chúng ta chưa có. Ok luôn. Mấy cục này là đi kiếm từ đâu đó ra rồi. Sao không bận những cái đồ này? Projectile protection, protection mà nó không có chút bảo vệ gì thêm trên. Nó đổi được. Ok, không sao. Onsor. Cái này phải dục đi nha. Đi kiểm tra bên kia coi. Đang mùa không vui. Ôi cái gì ghê vậy? Bắn hụt. Ghê vậy? Ôi. Căng thẳng thiệt. Đây tôi giúp cho một tay. Bây giờ ở đây phải chơi hàng nóng mới chịu nổi. Hàng lạnh này chịu không nổi rồi. Và bây giờ kiểm tra coi đây có được gì không. 7% full. Chậm quá. Chậm quá chậm luôn. Rồi không được rồi. Thì này là khó khăn rồi. Này phải để một đống luôn thì mới đủ. Nhiều đây không có xi nhê gì hết trơn đó. Nó vẫn mọc nè. Chậm quá. Let bio. Không phải. Go recipe. Go use. Không phải cái này luôn. Cái này xài trong cái gì? Không thể hiện. Bỏ tài thiệt. Đó, số 4 nè. Đâu kì vậy? Use to heal. Vậy là cái này nó không có sử dụng trong cái gì hết. Đó. Làm mò vô coi thử. Giờ mới lấy gì vậy? Đâu có gì đâu lấy ta. Ta bấm lấy như đúng rồi. Không biết lấy như đúng rồi luôn. Bắt vô. Rồi còn ở nhiêu đây thôi. Tận dụng. Xài được cái gì thì xài. Rồi mà ngày hôm nay thì chúng ta chơi Dawncraft là bởi vì bạn bỏ phiếu tỷ lệ Dawncraft cao nhất ha. Dawncraft là người giành chiến thắng cho nên chúng ta chơi Dawncraft. Rồi bây giờ bên kia sao ta? Lấy giờ bắn cung. Bắn cung trầm cảm. Bắn cung chậm quá. Ui.
Chúng ta cần phải coi sử dụng cái gì. Bây giờ bên đó thị phi quá. Cung trong này mạnh lắm. Cung gì mạnh? Thì có một cây duy nhất thôi. Rồi. Cung này để coi mạnh cỡ nào. Nghe giới thiệu nhiều lắm, cung mạnh lắm, để coi. Open equip fever. Hãy equip nó vô. Kìa vậy? Hai chữ này giống nhau mà. Boom. Khai sáng. Đồ chơi này không xài được. Đồ chơi này mới xài được. Hết sắc. Đúng là được khai sáng. Nào, kiểm tra coi. Rồi, equip lên coi. Ok, quý vợ. Ở vô. Rồi. Giờ bắn cung không được nữa. Thì chúng ta sẽ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Cách nhất đó là gì thì từ từ xử lý. Giờ đi coi thử cái bắn cung được không. Có giáp hả? Mở đi. Đâu ra có giáp mà có. Ai cho? Vũ khí càng dài đánh càng chậm, khả năng ăn đập càng lớn, chứ không có gì hết. Nghe giới thiệu mấy cây dài dài mạnh lắm. Tới lúc sử dụng rồi thì cảm giác của mình là rất dễ ăn đập. Còn nghe giới thiệu cung bắn mạnh lắm. Trời, để đi coi ha. Tại vì bữa giờ chỉ tin tưởng hàng nóng thôi. Nhưng mà hàng nóng bây giờ khó khăn quá. Cần có gunpowder mới xài được. Nhanh thì cũng đã kiếm được cây nhanh rồi. Cái quan trọng là đánh được hay không thôi. Bắp cải. Cây xia đâu rồi? Chưa tới.
có cái tháp đánh không xong nữa thì làm sao đánh những chỗ khác. Cái tháp thị phi ghê gớm luôn. Bây giờ sẽ cắm cái waypoint ngay đó, có chị đi cho nhanh. Gì đó? Đó đâu quá chừng vậy? Để coi cung mạnh lắm, để coi cung sao ha. Cung sát thương ra làm sao. Ây da. Đó, cung mạnh lắm, ủa sao kỳ vậy. Bắn rồi có trúng không? Đâu có bắn được gì đâu. Cung mạnh lắm, đâu có bắn được gì đâu. Ý, nó bắn quá chừng bắn luôn rồi, hết bắn được luôn rồi. Thú vị ghê luôn. Có cái spawner sườn ngay đó. Ôi, sườn hồi nón là mình cồn nữa. Có cái gì vậy? Hết đỡ. Đó, thấy không? Thấy vấn đề chưa? Cung mạnh lắm, thầy cung em ơi. Nhưng mà cung thường với cường quá, các bạn nói chuyện gần như không thể luôn á. Spawner đâu không thấy ta. Thiệt luôn á, spawner không thấy. Cái spawner ở đây thôi. Cái spawner chỗ mấy con sườn này không thấy.
Ăn quá ăn bắn luôn. Cần quá là điều không thể. Đầu tiên á là cường quá là điều không thể, bởi vì không có đào được hắc diệm thạch, chưa có cái đủ kim cương. Đủ kim cương rồi á thì á mới có thể chơi được, mà cũng chưa chắc gì có thể cường quá được xịn. Điều kế tiếp là bây giờ muốn chơi hàng nóng tiếp thì phải kiếm cho được gunpowder. Không kiếm gunpowder thì dẹp suy nghĩ hàng nóng luôn. Không có cách giải quyết nào hết trơn hết á. Giờ mình không có cần thêm vấn đề ha, mình cần cách giải quyết. Thấy cái kiếm đỡ hư quá chừng hư luôn. Chúng ta cần là cần cách giải quyết chứ không phải là cần thêm vấn đề. Nếu cần thêm vấn đề thì đủ vấn đề để xử lý rồi. Mushroom steel đây. Ok không? Cầm mấy kiếm thủ rồi, chuẩn bị chém. Ấy kiếm này nãy đỡ keng keng luôn mà, hỏi sao? À đây, cung bình thường mới mạnh, còn cường quá nữa lấy đâu ra. Giờ đi đào không được, đi săn cũng không được, thì lấy đâu ra mà có mà cường quá. Nghe nó xa vời ghê luôn á. Vấn đề nó phải thực tế các bạn. Vấn đề nó phải thực tế, phải giải quyết làm sao với những cái đồ chúng ta đang có. Con xương. Ôi nó đánh mất cái phần đang đập. Ít ghê luôn. Xuất hiện cũng ít ghê luôn. Thêm ong này nữa. Bắn đi luôn. À, cung bình thường. Ai đâu vậy? Ai vậy? Rồi bắt đầu luôn, tiếng trống xuất hiện. Lấy sách về cường quá, bạn cường quá đâu? Enchanting hay bộ đâu? Enchanting hay bộ lấy đâu ra để có thể cường quá? Rồi xong rồi đó. Cụ hụt nữa chứ thiệt. Cái ba lô kìa.
Diablo là thấy ghê rồi đó. Diablo kìa. Biết là anh dữ rồi anh ơi. Bảy mươi sáu giọt. Đỡ rồi đó. Đỡ rồi đó, đỡ rồi đó. Nhưng mà vẫn không chịu nổi. Rồi ê, sao có cái con bị hôi nữa. Con đó đã bị hôi. À. Trời. Hên đó. Con đó đã bị hôi. Bốc mùi bay mùm lum hết trơn hết á. Con xương quá ghê. Đánh một hồi khu đó nó kêu thêm trò chơi lên nữa. Cái tháp đó chưa thấy có gì đặc biệt hết trơn hết á. Thấy là đi về rồi đó. Gì đây? Nó quá nhiều giọt. Nó còn cầm cây đó mà nó với nó có được búp cái speed nữa đó. Thành ra nó vừa chạy nhanh mà nó vừa quơ chiêu ào ào vô trong mặt. Khổ nổi. Không làm được gì. Hồi nãy là nó quơ xỉu cái con bắn cung độc luôn á. Con bắn cung độc nhiều chuyện nó bắn nó quất con cung nó luôn. Rồi làm sao để giải quyết được vấn đề đây? Vấn đề chúng ta bây giờ là không đi đâu được. Làm gì được. Ê, không có đủ gunpowder chế đồ chơi hàng nóng. Vô đó quánh thì nó quánh ghê quá. Vô nó chặt nó bữa cho một cái. Không còn gì hết luôn. Kênh powder chỉ có một công thức duy nhất. Vậy nó mới ác. Hai mươi lăm phần trăm. Thổi cái này. Được 9 cục nhỏ. Ra được một cái. Rosin. Azurite. Azurite hả? 30%. Phải đào được nguyên cái quặng mang về. Đúng căng thẳng. Đâu ra sức mạnh của các bé tí đâu mượn. Không có. Làm mod farm như vanilla. À, đây là phiên bản 1.18. Xây mod farm là hả? Tới công chuyện luôn.
Giờ chỉ có đưa đầu cho nó đập thôi. Creeper farm xây như thế nào mới được? Bởi vì phương pháp thông thường là đã dẹp rồi đó. Đây là phiên bản mới ha, cho nên nó không có còn hoạt động nữa đâu. Để đi làm cái mycelium sapling coi. Vitalik mycelium rồi. Hên xui là hên hay xui? Sao biết cái nào hên, sao biết cái nào xui? Làm cái sốt cha nữa quên. Vô là cứ bụp 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 bụp. Chưa có mần ăn gì được hết. Nó quơ còn nhanh hơn mình á. Mình quơ là còn bị khẩn 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 khẩn. Nó quơ kêu á là ào 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 luôn. Lava. Nãy mình lấy lava về ta. Nãy qua anh kia rồi mà quên lấy lava về nữa. Thiệt. Phải lấy lava về cái đốt mấy cái đồ kia luôn. Mấy cái này nè. Giờ quăng đại ra cho nó despawn thôi. Ủa mà quên, lava cũng đâu có đốt được. Lần trước chúng ta đã đốt thử bằng lava rồi ha. Công cụ là vô phương cứu chữa. Ôi, nó chỉ chìm trong lava thôi. Hay quá. Chìm xuống. Rồi, lùi ra. Hết nón rồi. Nó quánh dữ quá mà. Nó quánh vô đầu không à. Cái phần chơi này nè. Đúng á, là phải đánh 1-1 thôi. Nhưng mà tụi nó là nó chơi hội đồng ha. Nó hỏi thích solo hay thích đánh hội đồng. Nhưng mà tụi nó thì nó mặc định chơi hội đồng rồi. Không có solo gì ở đây hết trơn á đó. Ta tự solo thôi. Thằng ghét con gái ấy, là đánh mấy con undead nhiều á, nó sẽ tổ chức lễ hội nữa. Hoặc là đánh mấy con pillager nhiều á, ăn cướp nhiều á, nó cũng tổ chức đợt tấn công luôn. Mấy cái đó là hả, phòng thủ phiền toái luôn. Các bé tí thì liên quan gì đến ở đây? Không liên quan gì hết. Có các bé tí thì giải quyết được chuyện gì? Cũng một một mà một thì một đám đánh một đứa đó. Đó là theo tiêu chuẩn của tụi nó. Tiêu chuẩn của bầy quái, một đám đánh một đứa. Đó là mới hỏi là thích đánh solo hay thích đánh hội đồng á. Berry. Hot berry pie. Ngon ha. Dễ làm chừng. Cần thêm maple bloom thôi. Hot berry ron. Cuộn vô một cái là xong. Chắc phải kiếm đường khác mà chơi. Đó các bạn phải hỏi tác giả. Sao hạ con đó không có được gì hết.
Solo. Solo là sao mà hội đồng là sao? Solo là một đám đánh một một gọi là một đứa đánh một mình chấp hết á, là một đứa đánh một đám, còn hội đồng là một đám đánh một đứa. Mà con xương đó nó một mình nó thôi, không cần ai hết trơn hết á. Avaricia cũng chẳng có đồ mà làm nữa. Vấn đề bây giờ là phải có đồ hay có khả năng gì đó để có thể vô trong đó mà trụ được mà chơi. Cứ chưa chơi được là phải đi về rồi thì làm sao mà chơi được. Cái thuốc lại càng vô phương cứu chữa. Vô phương cứu chữa. Không mạnh lắm. Oh no. Rồi, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Ở đó mà bắn con đó hả? Rồi xong. Không có cơ hội nữa. Không còn cơ hội nữa. Ăn Reaper mà không có Fortune, không có looting thì cũng vậy thôi. Không bao nhiêu hết trơn hết á. Rồi xong, vui luôn. Undead Army. Nó sẽ tới từ đâu? Ở một cái vùng á, khi chúng ta hạ gục mấy con đó hoài á, là nó sẽ kéo đàn đóng tới báo thù. Giáp xịn thì bây giờ không làm được. Vậy thôi, tới rồi kìa. Đi gì nhanh dữ à. Lên cấp. Chưa xong đợt thứ nhất. Mấy cái con zombie này nè, báo ghê luôn. Áo giáp mày đọc làm sao? Đá me hả? Đá me. Thả golem ra. Này, tự dưng nó đi vô chổng á chứ. Ai nhốt nó đâu. Cuộc chiến nó chưa xong nha. Cuộc chiến nó còn nữa đó. Mấy con zombie đi đâu rồi? Hết thấy rồi. Đó là đá me. Ô dạ luôn, baby skeleton. Ôi đỡ rồi nha.
Giờ này mà còn tuyết rơi nữa thiệt. Tuyết đường đâu mà lần. Hồi nãy con kia đâu rồi? Bộ giáp đó là giáp đá mè. Nó auto đỡ luôn, hay thiệt. Rồi cuộc chiến đâu? Thông báo cuộc chiến tới rồi. Tôi đang đi xử đây mà sao chưa thấy gì hết trơn. À nó kìa. Đập mới. Hay là vụ đánh từ từ. Chứ mà nó vô nó hỏi đồng thì làm sao chơi. Đó tới rồi kìa. Cái đám mạnh nhất là cái đám mà xung phong trước á. Cái đám này nè, xung phong trước. Đó, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa. Cầm mấy cây Buster Sword gì này nọ nè. Này là đang bão tuyết luôn á chứ đòn gì. Các bạn thấy bão tuyết ghê gớm chưa? Đâu phải đòn đâu. Ôi 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 ôi, nó tán mặt. Còn một con nữa anh ơi, con nó đâu rồi? Ơi hết cái đó giùm tôi đi, để tôi dòm cho nó dễ. Thiệt luôn á. Còn một con nữa, nằm đâu rồi? Để xong đợt 2 ha, nó sẽ chuyển qua đợt 3. Final round. Đâu rồi? Where are you now? Không thấy luôn, không thấy đạn đầu luôn. Chai dữ rồi. Gì vậy? Con đấy là mi đợt 3. Có chiếc xe tăng xuất hiện. Tới luôn, tới luôn, có chiếc xe tăng xuất hiện. Đâu rồi? Đâu rồi? Ở bển kia. Đúng rồi. Bộ đánh gì anh? Ê, 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 gì?
Tiêu perfect ra qua quá chừng vậy. Ui da. À con slam nè. Legendary luôn. Khủng hoảng. Con slam nó chịu hồi một đống luôn. Hết hả? Đợt này căng vậy. Lên nóc nhà bắn cung cũng vậy thôi. Nó cũng có bắn cung vậy. Đi kiếm cái con tăng của nó một cái. Đó nó kìa. Ờ tăng kìa. Thì ra đó là xe tăng. Ồ vậy mà chém qua đây được. Hay thiệt. Đó xe tăng đó. Rồi xong. Xong. Hết chuyện rớt đây. Hàng nóng đâu. Hóc vũ gian gian khí giới ra đây. Phải chơi hàng nóng mới chịu nổi thấy không. Mình chơi này nó như vậy á. Cái làng này hả? Cái làng này xác định rồi. Nói từ đầu rồi mà. Ê, còn con nữa. Mới thấy nó rớt xuống đây. Rồi nó nằm đâu rồi? Một con hay gì nữa đó. Đạp hột giống bung luôn rồi. Đó, thấy rồi nha, đang chui trong chuồng ngựa. Lên trận Victory Spooky Scary Army đã hoàn thành. Ba đợt tấn công. Đây, Possible Rub. Ta sẽ có được gacha túi. Chuẩn bị. Tinh. Gacha ra được mana regen. Soul cha. Contain soul. Thang sniffer rabbit. Rồi và có gì nữa không? Last regeneration. Top leading. Hết rồi đó. Vui quá đi. Thiệt là vui quá đi. Ngôi làng bất ổn bên kia, cái đợt ray đó là gì đó. Đợt ray đó là Pillager ray nha, nó sẽ có con Ravager nữa. Ravager là đã lắm luôn á, ghiền luôn á. Rồi xong sao cứ ra đây làm tuyết hoài luôn á nha. Dạ. Được miếng nào không? 0% full. Đâu, phải vô đọc cái hướng dẫn trước khi sử dụng lại nữa coi. Nó không phải có cái regen, các bạn đọc cho kỹ stop bleeding thôi. Nè bấm vô đâu có gì đâu. Class regen này đâu có hỏi gì đâu. Vô cả cái nè. Đâu xin dê gì đâu. Class regen yếu xìu.
vẫn còn người sống sót á chứ, nhưng mà hả, nằm chỗ khác á. Cái này làm bằng chỉ, cái này phải kiếm được spawner á. Chúng ta phải kiếm được spawner thì chúng ta coi như mới có thể ngóc đầu dậy được ha. Vô cứu viện hay là vô cùng chung số phận? Này làm cái gì vậy? Battle Standard, bộ đồ, thác thơ. Còn cái đồ này thì iron hơi bị nhiều. Đây là đồ đá me. Đá me nữa. Có đá me đây nữa. Typical trên. Giờ regen kiểu này không si nhê gì luôn á. Nó đập bụp bụp. Nhiều khi đi luôn rồi còn đâu nữa regen. Regeneration không kịp. Không biết nữa. Tại nãy các bạn giới thiệu bộ giáp đá me thì coi đá me thôi. Giáp thì nhiều lắm nhưng không có tài nguyên chế tạo ha. Nào nó hư nát đi đổi cái mới luôn. Không có tài nguyên. Đi đào không có được. Ở dưới hang toàn là mấy con gì nhìn căng thẳng lắm. Không có xuống được. Xuống là nó hội đồng thôi à. Vô nó hỏi giờ thích chơi solo hay chơi hội đồng. Nhưng mà nó chỉ cho một lựa chọn thôi. Một lựa chọn là bị hội đồng á. Chứ không có lựa chọn gì nữa hết trơn hết á. Cho nên khỏi chọn, bạn không có quyền lựa chọn ở đây. Bạn muốn lựa chọn ư? Chúng tôi lựa chọn cho bạn. Ta gom đồ lại một cái. Chỗ bên kia căng thẳng quá. Không qua được. Sa mạc sao ít hơn? Lý do? Súng hay là hàng nóng? Nhưng mà hết đạn. Không có đồ để làm đạn để chơi tiếp ha. Cái vấn đề là vậy chứ chẳng có gì sợ hết trơn đó. Hết đạn sao chơi? Vấn đề là hết đạn, chúng ta không có mớ farm, không gì chừng. Dù như có mớ farm, farm creeper tha hồ chế tạo đạn, tha hồ ra nã thật là sung sướng. Mà rất tiếc không có. Rồi chuẩn bị. Em có gì ăn nữa không? Kẹp rap mít vô. Được tropical steel. Xịn hơn chút. Rap mít nè. Rap bò. Nấu lên. Kẹp vô.
Trứng lột ở đâu? Ai trứng lột ai? Ai trứng lột ai mới được? Đây đâu có ai trứng lột ai đâu. Mũi tên chế tạo mà rẻ hả? Mũi tên của Vanilla chế tạo mà rẻ hả? Không hề rẻ chút nào. Linh Feather. Gà đâu chế tạo? Phải kiếm gà số lượng lớn nữa. Đâu rẻ đâu. Sao rẻ được? Linh kiếm con mệt mỏi luôn á. Bye bye. Bắn cung thì bắn nhưng mà vẫn còn bị bu vô. Flying Fish Boot cho phép bạn lượn khi mà nhảy khỏi nước. Nghĩa là khi bạn lao lên khỏi mặt nước á, bạn bay như con cá này nè. Vậy thôi chứ có gì đâu. Tàu cướp biển hả? Tàu cướp biển nó có TNT chứ nó không có cái đó. Nhưng mà ở trong đó có skeleton phải vô hút hết. Để lát nữa ra đó thử. Bộ giáp rồi đúng không? Giáp không cường quá. Vẫn đỡ. Nãy giờ bị nó đánh ghê quá. Banh độ hết trơn luôn. Cái thật. À vậy đi. Đi ra ngoài đó coi, nhưng mà tính ra thì nó cũng không có đủ để xài số lượng lớn. Bù được nhiêu hay bù hả? Cho nổ tháp thì lấy được gì từ đó đâu. Cho nổ thì nó quá đơn giản rồi. Có gì để nói nữa đâu. Cái tàu đâu rồi? Lấy xuống đi. Chúng ta sẽ chuyển hướng. Tàu hải tặc. Đi coi thử. Ai đây? Anh chàng này đang đi tuần tra bờ biển. Hey Traveler. Park of History Man. Sao chạy lại dưới vậy? Không kia đâu. Hourglass. Hourglass làm sao? Oh, mắc dữ vậy. Quan trọng là cái spawner đó nó có nổ luôn không? Hay là nó không nổ nữa? Nó nổ bùm xong á hả? Cái spawner còn y nguyên. Oh, necrotic gem. Oh, gì đấy? Có bộ công cụ. Thầy đỡ.
Đi lộn hướng rồi. Qua đây mới đúng. Gì vậy? What happened? Oh, cá kiếm. Con cá kiếm xương. Tại sao lại xuất hiện nó? Có cái tàu nào đó quanh đây á, cho nên nó mới có cái con đó. Chọt cho mấy cái vui vui luôn. Tam Gun Powder số lượng lớn là chỉ có Creeper thôi. Nhưng mà phần chơi này là phiên bản 1.18 rồi. Farm Creeper bây giờ nó khó lắm. Farm quái Vanilla nó còn khó nữa. Chứ đừng nói tới Farm Creeper. Để đi coi coi cái tàu kia đâu. Có khi nào chúng ta chui vô bụng cá voi luôn không? Cái voi thấy ngon quá, ăn luôn. Nữa rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà bị bleeding vậy? Chữa trị liền. Rồi được gì không? Tạm ổn. Có spawner ở đây luôn nè. Căng lắm. Spawner xương luôn. Thấy ghê không? Cái quan trọng là cái spawner nó đó, nó có còn hoài không? Để chúng ta đi ra chơi ha. Có hai con xương ngâm nước nè. Ở dưới nước á, cho nên không có tiếng nè. Ui ching. Balan. Cái cửa thần thánh rồi. Bơi vô. Nó quất bây giờ đó. Phải có cái cửa bên dưới. Đi bộ dưới đáy biển. Tập spawner làm gì? Cái đó để farm xương lấy mũi tên. Nhưng đập spawner. Nếu được thì làm cái mob spawner ha. Chúng ta đang cần mũi tên bắn cung chẳng hạn. Trời ơi, bậy nha. Có con crown nữa kìa. Con kia nó đi xuống dưới luôn rồi. Đốt tàu.
Lấy ánh sáng đốt tàu. Lửa bén nhanh quá. Trái hình trò hết rồi. Lửa bén nhanh quá. Trái hình trò hết luôn. Ơi! Đâu ra quay đành stalker đây. Chăm giọt luôn kìa. Bơi bơi bơi. Trái kìa mấy đứa ơi, trái, trái tàu, trái tàu. Chết rồi, ca này vui rồi đây. Trái rồi, ê, trái rồi kìa. Trái rồi kìa, trái tàu tôi nói thiệt mà. Trái tàu rồi kìa, lo mà dập lửa đi. Không có lo dập lửa gì hết trơn à. Trái thiệt rồi, ôi trái quá chừng trái luôn. Ôi trái lên trên luôn rồi. Chết rồi, qua banh cái tàu rồi. Đó, tàu này có TNT. Nếu mình nhớ đúng thì nó có TNT ở một số chỗ ha. Biden Stalker hả cưng. Đốt tàu. Chưa tới nổi. Hồi đó vậy còn mưa nữa chứ. Này là Flying Dutchman á. Hơn tàu ma mà. Cú gì nữa. Mưa xuống rồi nè. Mưa xuống rồi. Dập lửa. Đó, hết trái rồi kìa, thấy không? Bớt trái rồi đó. Để chờ xíu nữa mình vô ha. Đang trái âm sùm hết rồi. Ôi, anh đang đứng đó nữa kìa. Bên in Dutchman. Có con trao. Làm nhẹ phát nữa rồi. Ủa chưa. Silverfish. Đâu rồi ạ? Chắc phải vô bờ. Vô bờ ngủ một giấc ha. Ở xa bờ quá. Bạn đang ở xa bờ quá. Có con gì vậy? Ôi cá mập nữa kìa. Cá mập đánh hơi. Ôi có con boss nữa kìa. Rồi ta vô coi thử coi spawner còn không. Spawner vẫn còn. Spawner nè. Ở đuôi tàu có hai cái spawner, đầu tàu có một cái. Ôi sao có creeper nữa hay vậy? Creeper spawner. Ồ, đây nữa nè. Sáng sáng luôn. Ê, hey, gì đây? Tên là gì vậy? Nó tên là gì vậy? Uya, cuối cùng. Nó chìm xuống hết rồi. Thấy không? Tụi nó đang mở lễ hội dưới nè. Lễ hội. Nó đang chìm xuống dưới rồi, nó không bơi được. Chìm không ạ? Name Monster. Nên mình sợ hạ gục cũng ngon lắm á. Ây! Cô già thương trên. Chính xác quá. Ash. Từ từ bình tĩnh.
Đó. Lút. Có creeper nữa kìa. Có creeper ta. Silverfish. Nè, barrel còn y nguyên nè. Mấy cái đồ mà nó tra thì nó là cái thành cái gì mà chiếu chiếu tôi ghê nó xuống nước hết rồi kìa. Ok rồi, còn mấy con trên nó bắn được đâu nữa vậy? Đâu nữa bắn đâu vậy? Bạn nào đang thắc mắc đốt vậy có cháy mất hay không thì các bạn có thể thấy được, mình vẫn lấy đồ được, đốt cháy cho nhanh đó mà. Rồi, tôi coi hấp sáng cái coi. Ao. Có cái spawner nhưng mà nó mất rồi. Nó mất rồi. Đông vậy? Đông vậy, đông vậy, đông vậy, đông vậy. Kiếm nó một cái. Ê xuống xuống xuống. Xuống đi luôn á giỡn. Phải xuống. Không xuống đi luôn á. Đó, cái gì kìa? Bộ xương gì ghê quá vậy? Skeleton Demon. Rồi chìm luôn. Creeper kìa. Xuống đây. Nó xuống thì bắn nó. Rồi, ok. Ôi đỡ. Nghe khen một cái hay thiệt. Ly hả cưng. Không vậy. Vô hỏi đông vậy vẫn còn đông dữ vậy. À con cầm kiếm trước, cái con bắn cung xử lý sau. Cung bắn creeper nữa, 32 mũi tên. Ôi còn nhiều, bắn thoải mái đi, thả láng luôn đi, còn ngại ngùng gì nữa. Ba này té đau quá.
tại nhiều chuyện. Hỏi đốt xong rồi, đánh được rồi, đốt làm gì nữa? Đốt nhiều quá còn gì nữa đâu xài các bạn. Ok nè. Hốt hết. Bye 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 bye. Rồi, xong rồi đó. Thêm nữa là bậy thiệt bậy luôn. Dạ 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 dạ. Rồi mất cái nón. Spawner vẫn còn hoạt động nha. Spawner càng lên. Gì đây? Machinery. Playlet. Có nặng không? 12 quay luôn. 15 quay nhẹ hơn này. Chỉ chen trước thôi. Trên trên mail hả? Windswept. UK Golden Ranger. Cái gì cần lấy thì lấy, cái gì cần bỏ thì bỏ. Mấy cái cha này là dục mà. Rồi con nhím rồi. Nhím chắc luôn. Tiền trưởng rớt biển rồi. Không biết nữa. Không có thiền trưởng nè. Ôi có cái nón luôn. Pergonet. Hỏi lên. Lướt được cái tàu. Vui quá. Vui vô lướt cái tàu vui quá. Nó chém vô đầu. Chúc mừng bạn. Bạn đã lên đường, nó chém vô đầu rồi. Nó bắn vô đầu tôi. Chưa kịp thử gì hết. Đã lên đường. Căng thẳng. Nó gõ đầu. Chơi toàn gõ đầu không à. Thì đó. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết nó nhanh lắm nha. Không mất hết kinh nghiệm không? Không, không mất hết kinh nghiệm chứ. Không có kịp chạy ra luôn á. Quất vô, quất một cái, đi. Iron ship ngoài đó.
áo giáp thì áo giáp, bận lên thì cũng bị đánh xỉu là xỉu à. Nói chung bị đánh là xỉu, giáp giáp gì cũng như không. Đúng ra nhìn được bộ giáp chúng ta sẽ bị đánh ít mất máu hơn, nhưng mà vẫn hả bụp lên đường. Phải nói nhiều. Bị lộn hướng. Bắt cấp nè. Cái bản mod này bắt cấp nó có không ta? Có, nhưng mà bắt cấp nó lót lại mất công lắm. Dễ 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 dễ. Xa ngàn dặm luôn còn chiếu laser nữa không? Ơi ghê vậy. Gì vậy? Ôi xa ngàn dặm luôn rồi còn chiếu laser nữa, thiệt. Bỏ ơi. Bỏ đi mà làm cá. Ôi còn chiếu nữa kìa. Nó không chịu bỏ luôn. Không bỏ sao làm cá được. Làm vậy ai coi? Người ta coi ra gì nữa? Cái con đó manh động quá. Để coi thử coi. Đó là hết hồn. Ừ, hiểu sao nó bụp vậy á. Nó bụp là tại vì lý do đó đó. Này phòng thủy thủ đoàn thôi chứ không có gì. Player head gì mà trái đen thui vậy. Waystone nữa, không cần cũng được. 1.1 ký copper gì đó, chữ gì đó. Cái cần thiết nhất là gunpowder mà lại không có nhiều. Một cái tàu này vậy là không có rồi, tàu này ảo rồi. Đại bác gì làm từ black concrete là làm sao? Tàu này ảo rồi. Đại bác black concrete thua luôn. Ôi tàu ảo quá. Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về con tàu này. Có cục than. Giờ đâu còn con gì nữa đâu. Chúng ta quay về quay lại là nó mất hết à. Có cục than. Từ từ bình tĩnh. Chưa có đi loot xong mà. Rồi lên trên. Còn bắn luôn. Ghê chưa? Chiếu bong bóng. Không xi nhê gì hết. Gì đây? 5. Không có gì. Hết rồi. Hết rồi. Còn nữa không? Hết rồi. Cái cột bùm chính có leo lên được không nữa? Cái tầng dưới lại rồi. Mình hãy đốt nè.
Trái hình tro luôn rồi. Trái hình than luôn. Bao nhiêu đây? Kiểm tra gunpowder 64 cộng 8. Ố dè luôn. Nhưng mà gunpowder không bao giờ đủ. Có gì nữa nè? Còn phòng này nữa. Phòng này là phòng chất chứa đồ ăn. À hồi nãy là mấy cái này hả? Có chút ánh sáng. Rồi như vậy là còn đây. Còn có chút đồ ăn. Gì vậy? Đồ nấu rồi luôn. Cá rồi. Kiếm thêm con tàu khác nè. Cái gì bước lên trên cái khối đó nó phật lửa lên. Đó là đi khai sáng. Khai sáng. Không thấy có gì đặc biệt lắm chứ anh. Mấy cái đó đập ra là nó mất hình. Lút hết rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Sạch bon rồi đó. Đằng trước đằng sau gì này nọ là lấy hết rồi. Rồi có cái đằng đầu mũi coi có gì không. Không có. Ê, có cái cây gì đó nha, nó chọt ra kìa. Rồi vậy là có gì trên đó rồi đây. Có cái cây gì đó nó chọt ra kìa, thấy không đó. Khúc này thôi, khúc này sao lên đây. Khó khăn vậy. Mấy con quái nó despawn hết rồi hả. Nó despawn hết rồi, spawner mất luôn rồi. Spawner bể luôn rồi nè. Để có con quái mà nó có tên nó cũng đã despawn mất. Chỉ còn lại những cái con thường thường thôi. Nó tự động spawner nó giục luôn á. Chứ mình đâu làm gì đâu. Mình giữ lại được có một cái à. Quan trọng là nói hồi nó coi nó còn không. Ok. Nó còn nhưng mà nó xài được bao lâu thôi. Corner này là skeleton. Quan trọng là xài được bao lâu. Nếu chúng ta cần farm xương để lấy mũi tên bắn cung thì hả phải giữ lại được. Về làm đạn. Về thì thôi. Về. Vô. Về làm đạn quay qua bên kia. Lên cột vườn nó còn đồ nữa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó khó lên. Thì thôi. Khi khác quay lại. Nó chiếu hoài vậy. Thôi. Ui da. Chiếu hoài luôn á. Bỏ đi. Rồi không bỏ luôn.
Còn chiếu nước không? Đó rồi. Chiếu hoài phiền quá. Đi về tính tiếp. Đây là đâu? Vòng qua. Đó có con khác rồi. Ủa zombie này đâu có gì đâu khác, chỉ là phát sáng thôi. Rêu sát từ từ. Răng cá mập đâu? Rêu sát không có. Cái gì đẹp vậy? Lion fish hả? Chụp nó lên riết rồi không biết con gì đẹp. Cái thuyền hồi nãy đi qua là xong rồi. Xử lý lâu rồi. Dead Army chạy. Rồi ăn cái này vô. Bổ sung thêm các món đồ ăn. Vẫn dư lại cái gáo dừa. Ồ hay vậy. Gáo dừa. Nếu dừa làm cái tô á. Thay cho cái tô. Cái food rồi. Food. Đồ ăn đã ăn 6.6. Food diversity. Ôi sao kỳ vậy? Mấy cái kia nó bị bỏ đi rồi hả? Ồ. Rồi như vậy là phải ăn trong thời gian quy định. Ôi phần chơi này cắn nha. Trong thời gian quy định thì phải giữ được cái độ đồ ăn á, nó mới lên được nữa. Thiền của ăn cướp đã hốt hết rồi các bạn. Mấy cái đó hốt hết bữa giờ rồi. Cái bữa mà đi đánh đầu tiên Phil Lịch chơi hốt hết rồi. Còn cái vấn đề đồ ăn này hơi mệt. Bị reset đó. Tự nhiên bị reset hết rồi. Hay là do xỉu? Nếu chúng ta xỉu là bị reset. Dám lắm à. À để đi lấy mấy cái này coi. Có gunpowder rồi. Vô. Phải có gunpowder mới chơi được. Hàng nóng trong tay. Cầm cây hàng nóng trong tay tự tin hơn liền. Mấy cái đồ này để lên chơi vui, sưu tập. Long đâu rồi? Long bullet.
cần phải có vàng. Long buôn lịch. Hết. Ấm dữ quá, đã quá. Vẫn còn 16. Ok. Ngủ một giấc. Bị reset hả? Nếu mà bị reset thì phải có lý do gì đó nó mới reset. Thì chỉ có xỉu thôi. Nhiều khi xỉu nó bị reset á. Đi làm cái scope đây. Attachment long scope. Upper side. Special grip. Medium scope. Barrel with scope. Gold spear gì? Đâu có gold spear nào đâu. Có cây này thôi, nhưng mà cây này thì độ bền, đồ bằng vàng là an tâm gì. Muốn thì phải làm lại cây mới thôi. Quá chậm. Hello, chào bạn. Chúc bạn một buổi vui vẻ. Quá chậm. Melding. Vấn đề là nó quá chậm. Mấy cây vũ khí này nè, đánh solo 1-1 thì được. Vô cái tháp bên kia là miễn cưỡng luôn á. Miễn cưỡng đánh 1-1 luôn. Sao đánh? Tinh. Tinh thì để bắt cái cột xuống coi. Tinh liền, đi liền qua bánh luôn. Cột đó. Ủa còn cái cột nữa đâu rồi? Còn một cây nữa đâu rồi? Mình không có tin tưởng mấy cái vũ khí mà quá chậm. Oh yeah, oh yeah. Cái cột của tôi đâu? Ủa? À đây. Ôi cái màu tôi thui. À, mình không có tin tưởng mấy cái cây chậm mấy ông vậy ha. Nhiều bạn thấy mấy cây này sát thương đã lắm nhưng mà mình không có tin. Cây này là melding chứ không phải là mending. Đọc kỹ, melding. Nghĩa là khi bạn sử dụng cái bình invisibility là tàn hình, nó sẽ cái cây này cũng sẽ tàn hình theo chứ không phải là mending. Melding. Melding với mending là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có phù thủy nữa kìa. Ở đó mà uống thuốc. Thuốc với tôi. Kiếm con. Dữ dội hơn chút. Tao chưa cho ăn nữa. Hết đồ ăn. Oh no. Bởi vậy hỏi sao chưa cho ăn nữa. Tại có đồ ăn đâu mà. Ăn tiếp. Rồi đây nè, đó. Từ từ. Nó đông vậy. Từ, đông quá mấy em ơi. Đông quá, đông quá.
cái đồ ăn trong này nó không có tốt. Còn cá, còn gì này nó sùm đây nè. Chứ hấu ăn thì si nhê gì đâu các bạn. Hên là chỗ này nhện á, chứ không phải mấy con kia. Đó đó đó, tới nè, tới nè. Kiểu như zombie đánh vậy đó. Dễ gì chịu nổi với mấy cái cây dở dở kia. Rồi. Nó đánh đồ reset á, cho nên nó hả cứ bị thì tương cà ra hoài. Ôi ê, nè 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 nè, đứng mà ở vậy không có cái gì. Ây, tử nạn rồi, hay chơi thấy chưa, cầm hàng nóng đi á mà còn tử nạn đó. Bởi vậy trong cái khu đó nó không có được đảm bảo lắm. Cái này chỉ có 7 viên thôi. Có cái gì recycle lại hết luôn hả? Yeah. Lửa. Kiếm hồng là kiếm gì nữa? Coi food có bị reset không? Reset là phải chạy vô nhà coi. Từ từ. 926. Ủa, nó không bị reset. Ủa vậy tại sao nó bị reset ta? Food không bị reset nè. Thì tại sao lần trước bị reset? Bữa mình ăn, bữa giờ là mình ăn tập lum trơn đó, chứ mình đâu ăn một món nhiều đâu. Này không có chỗ dục. Thiệt tình. Mất bao lâu để nó xử lý? Không nói. Thiệt luôn, phần chơi này có rác nhưng mà lại không có trash can. Không có cái gì để chúng ta đi bỏ rác trơn. Đúng là kỳ lạ. Không có đồ ăn là xỉu vậy đó. Nhanh lắm, bây giờ phải làm đồ ăn. Ôi, tùm lum đồ hết. Tôi muốn có cái thùng khổng lồ. Tôi muốn có symbol storage. Những phần chơi này á, đâu có thiên giờ tác đâu mà không cho những cái đó nữa. Để cho người ta khỏi phải mấy ngàn năm đi xử lý ba cái chuyện đó ha.
Thì phải chờ nấu đồ ăn. Gì? Làm quái. Tao bắt lên được. Mấy con quái nó bay trên trời mà. Chúng ta không có bay tới bay lui. Ai biết đâu. Nhưng mà reset lại coi như chúng ta bị lỗ, tự nhiên ăn tùm lum đồ hết luôn rồi mất hết. Cực kỳ lỗ luôn chứ, ăn đồ mà đồ xịn để tích lũy cái điểm lên cao á, tự nhiên bị reset lại không vui chút nào. Cái tháp nó đâu có đủ cao đâu ha. À, làm sao để có thể bay lượn trên không được. Có cái gì để bay không? Fly. I believe I can fly. Tablet of fly. Consume on you. Có tin được không? Fly speed up chakra. Chakram. Chakram chứ phải chakra ha. Sử dụng chắc ra, sử dụng Kagebunshin no Jutsu. Trời, bánh mì đâu, bánh mì đâu. Gì vậy? Mì. Không, chế tạo một vài cái để có đồ ăn, thấy đi qua cái tháp đó một lần nữa. Hỏi thăm sức khỏe. Mình thương bánh thương nha mấy cái con quái ở bệnh. Ngồi đây ăn hoài biết tới chừng nào. Mấy cái này đáp để dành xài. Chân sắp dục rồi kìa. Projectile evasion. Dục luôn đi. Cái cần quan tâm. Rác không là rác, bực ghê luôn. Thà không lụm gì hết. Chứ một khi đã lụm là rác nhiều lắm luôn á. Đồ ăn đủ không hả? Chưa biết nữa. Chắc cũng không có gì ghê gớm lắm nữa đâu. Này là short bullet. Pump 2. Hàng nóng thì nó nhiêu đó thôi. Giờ chế thêm nữa thì nó cũng như vậy thôi. Ê, lo nói chuyện. Rồi, tầm bậy rồi. Special đâu, special bullet. Áp đánh lâu thiệt lâu luôn. Nói chung phải có chỗ làm sao kiếm được thật nhiều gunpowder ha. Và cuộc đời nó sẽ dễ thở lắm.
Kiếm nhỏ hồng là kiếm gì? Kiếm nó tên gì? Bạn nói vậy thì mình cũng chịu. Không biết tên thì thua. Đâu vậy? Có bắn hụt mới ghê. Đâu ra vậy? Nó chơi đồ reset không à? Rồi, lên tới nơi cao nhất. Lên Monolith. Mới có một cái chìa khóa thôi, không đủ. Nó có ba cái lỗ, phải gắn ba cái chìa khóa. MP5 hả? Chắc có MP4. Rồi không có MP5 rồi. Không có. Lại có đồ chơi. Lần sau làm Desert Eagle thôi ha, không làm mấy cái đồ kia. Lụm lặt Redstone. Ồ, chúng ta thấy chỉ có một cái chìa khóa thôi mà ta. Không biết mấy tầng dưới có không nha. Hết rồi. Mình chỉ có một cái chìa khóa đó thôi. Quá rồi. Quá thật không? Đâu? Chắc phải về nhà mượn cái hopper quá. Không biết có chơi được trò đó không? Rồi bên đây thì cũng không có gì nữa. Ghê à. Đâu mà đông vậy? Lý do gì chỗ này còn? Ủa nhớ đã hốt rồi mà. Thank you.
Có cái spawner bên trong đó. Hèn gì còn cả đống giống kìa. Có tài còn cả đống trống luôn. Ứng hết. Đâu có hết dễ dàng gì được. Mentor nearby. Làm sao vô được hút cái spawner đó là coi như cái tháp này sẽ tạm thời sạch sẽ. Đâu ạ? Không biết luôn á. Rồi xong rồi. Cái giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng mà vấn đề đã giải pháp xong rồi, cái không còn gì nữa luôn. Rồi thôi xuống dưới hốt cái đám ở bên dưới luôn đi, ngại ngùng gì nữa. Đi gạt cầu dao ở đâu đó quanh đây nè. Gì mà một đống không biết cái gì với cái gì luôn á. Cái chìa khóa nè, cái chìa khóa thứ hai. Vậy là sẽ có một chỗ có chìa khóa nữa. Cái phòng này chúng ta thấy có một lần ha. Thấy một lần.
Nearby spawner. Còn đâu nữa? Con nó ở đâu nữa? Gì vậy? Ôi! Đóng vậy? Tầng này chưa có clear xong. Không biết spawner nằm đâu luôn. Tầng nhà ăn. Nhà ăn. Nếu mà nó có dấu ở trỏng thì nó đã xuất hiện zombie nãy giờ rồi. Mình đi tới lui nó xuất hiện zombie nó quánh mình rồi. Mà nãy giờ mình không thấy gì hết. Với lại nó có cái lửa. Cái lửa xuất hiện. Cũng đâu có gì đâu. Hài quá chừng hài luôn. Hài quá chừng hài luôn. Từ đâu chạy ra vậy em? Mày đặt làm mới phải mở thùng mới lấy được đồ. Đó là phải coi trí khôn của ta đây. Cái chí khôn của ta đây chờ. Ui da. Chí khôn của ta đây. Hết hồn luôn. Ê. Rồi gắn vô, chìa khóa liều luôn. Chiu chiu. Chiu 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 chiu. Bum. Không được. Golem. What? Chị đã đẹp ở Mỹ nữa.
Rồi giọt ra liền, nó đánh ghê quá. Con mắt nó đỏ lên rồi đó. Bum bum. Thiệt là bó tay luôn, không biết có vô lửa phát nào không nữa. Tòa tháp bắt đầu sập. Yên tĩnh trước khi nó sập á. Đã sập, đã lên đường, không kịp lút những cái cần lút và đi ra thôi. Rồi để quay lại coi. Sập chưa, sập chưa. Có tay chưa? Phải rớt mất cái áo rồi, cái con đó. Thiệt tình. Rồi cái áo nó nằm trên rồi. Ủa gì đây? Có gunpowder kìa. Đó mà hút não hả cưng. Đừng có lại, đừng có lại. Rồi bây giờ đi bộ ra ngoài đó chưa kịp làm gì hết trơn hết á, bị con xương nó bắn rồi. Thiệt tình luôn. Hay quá đi. Cái tòa tháp hút cái cột xong rồi. Tòa tháp căng thẳng quá. Battle Tower đời mới nha. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã kiếm được đồ để lấy hàng nóng ra và hút được tòa tháp. Nhưng mà còn phải quay lại đó để kiểm tra coi nó còn sót lại cái gì nữa ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.